Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn Lâm TV. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ truyền tải đến cho quý vị và các bạn một phóng sự về một đám cưới của người dân tộc Dao Đỏ các bạn ạ. Phía trước mặt các bạn đây thì là một cô dâu người dân tộc Dao Đỏ nhá, cô dâu rất là xinh. Đấy, còn chú rể thì khi mình vào thì mình đã bắt gặp ở ngay bên ngoài cổng rồi các bạn ạ. Lát mình sẽ ra mình quay chú rể một lát nữa. Với lại mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh mà đồng bào người dân tộc Dao ấy họ lấu cỗ trong những ngày đám cưới ấy. Thì lát mình ra mình ghi lại cho các bạn xem nhá. Giờ thì mình đang đi ra khu vực phía bếp của nhà cô dâu các bạn ạ. Ở đây thì các cô chú anh chị là đang làm những cái món ăn. Ví dụ như đây là mình quan sát thấy này, như là món lộn này, món lộn su hào với cà rốt các thứ phải không anh chị? Đấy, trông cũng khá là hấp dẫn các bạn ạ. Ở trên đồng bào dân tộc ấy thì các cái món ăn đấy nó cũng có rất là nhiều điều đặc biệt. Ở cái chỗ là nó rất là kiểu tự nhiên và trong sạch đấy các bạn. Nó không có gì kiểu nhiều những cái thứ như ở thành phố đâu. Đơn giản lắm các bạn ạ. Còn phía bên ngoài này thì mình cũng quan sát thấy là các anh các chị là cũng đang làm những cái món gà. Đây là món gà đồi kiểu như là gà thảo vườn đấy các bạn ạ. Gà này là gà rất là ngon nhá, gà đặc biệt luôn đấy. Chào các bác nhá. Gà nhìn ngon hấp dẫn quá bác nhỉ. Ngon mà. Còn phía bên này thì có một bác đầu bếp đang làm món. Món này như là món bò xào hả bác hay là trâu hả? Đây các bạn xem này. Đây trâu Tây Bắc nhé. Bác đầu bếp đang bảo là món này là món thịt trâu Tây Bắc. Sẽ xào với cả gừng đây này. Có thêm món gì nữa không anh? Có nghĩa là có gì xào lẫn vào cùng với cả cái này chỉ có tinh hạt tiêu thôi bạn. Có nghĩa là trâu xào gừng với cả tiêu này hả? Chuẩn mẹ. Ôi, tao lại được lên TV rồi. Người đồng bào dân tộc Dao đây thì tối trông thấy đồng minh ở đấy không? Rất là hay. Bây giờ thì nó cũng là gần buổi trưa ấy, thì các bác đầu bếp cũng đang chuẩn bị những cái món ăn rất là nóng hổi để phục vụ cho gia đình cũng như là quan khách đến dự đám cưới ấy các bạn ạ. Đấy, bác đầu bếp này có vẻ là rất là chuyên nghiệp trong cái món trâu xào gừng đấy. Mũi đã to rồi lại còn to nữa thì vỏ mẹ. Anh làm đầu bếp lâu chưa anh? Được khoảng 10 năm rồi. Ồ, anh bảo là anh làm đầu bếp 10 năm rồi các bạn nhá. Thì chơi một món xào thôi. Món trâu xào. Nhưng mà đầu bếp là anh chỉ làm chơi về một món xào thôi. Món thôi, không thể lộn hộn món khác được. Vâng. Đấy. Phía bên này thì là các bác, các anh, các chị là đang làm cái món chả các bạn. Chả này là kiểu như là chả lợn đấy. Thịt nướng đấy. Không đủ đâu. Thịt nướng. Món thịt nướng. Mình đến đây cũng hơi muộn cho nên là không quay được khi các anh các chị lên nướng. Bây giờ mình chỉ ghi lại được cái hình ảnh lúc sắp ra đĩa rồi các bạn. Cái cho thừa này. Đây là những cái món rau kiểu như là người dân họ trồng được tại 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 nhà thôi các bạn. Thì họ cũng sẽ làm để sắp làm cỗ luôn đấy. Cái món rau rất là ngon luôn. Đây khu vực ngoài sân khấu nhá. Ngoài sân khấu này thì nó cũng tương tự như kiểu như dạng người Kinh thôi các bạn. Nhưng mà chỉ có những cái điều đặc biệt là về những cái trang phục cũng như là các cái món ăn của người đồng bào dân tộc ấy, thì nó có những cái điểm nó khác hơn so với người Kinh một xíu các bạn. Đây các bạn nhá, như lúc ban đầu mình giới thiệu ấy thì đây chính là chú rể của đám cưới ngày hôm nay. Chú rể thì trông mình thấy khá là đẹp trai, có vẻ hơi ngây ngô, có kiểu là như là run run hay sao ấy, kiểu như là
chọn đây họ. Thế là lần đầu kiểu lần đầu lấy vợ nên là run đúng không? Em là người dân tộc Dao đỏ luôn đúng không? Vâng. À thế à. Em là sinh năm bao nhiêu? Em 2000. À 2000 à. Nhưng mà đây là hôm nay là tổ chức ở nhà gái đúng không? Vâng. Còn nhà em là ở đâu? Ở Lăng Thiếp ạ. Thuộc Bảo Yên mình nhỉ? Văn Yên. À Văn Yên Yên Bái à? Thế là thuộc bên Yên Bái đúng không? Hôm nay mình sang tổ chức ở bên nhà gái này, sau đó chắc ngày mai sẽ tổ chức ở bên nhà trai mình nhỉ? Không ạ. Nhà trai mình hôm qua nhà trai tổ chức rồi, hôm nay sang. À hôm qua tổ chức bên nhà trai rồi à chú? Hôm nay mình sang tổ chức bên nhà gái nữa thôi. Ừ. Thế nhưng mà ở đây trong đoạn lát mình về đón dâu về thì có phải hát đối hát gì đấy không hả chú nhỉ? Đây đón rể. Đón rể về đây. À đây đón rể về đây rồi. Nhưng mà đoạn xong rồi lát mình vẫn phải đón cả dâu về bên nhà trai đấy chứ. Dâu đi bên kia xong rồi. Khác thì người ta đón dâu thì mới đón. À thế nào? Đón rể. À hôm nay là kén rể anh ạ. Hôm nay gọi là kén rể đấy ạ. Vâng vâng. À thế là kiểu theo phong tục người Dao mình là gọi là kén rể về về. Bởi vì đây là bên nhà gái mà đúng không? Nhà gái. Ờ thế là hôm nay là đón rể về chứ không phải. Ờ thế bà cho con hỏi tí là bà là bà hay là gì của cô dâu hay của chú rể nhỉ? Đây là bác. Bà là bác của chú rể ạ? À thế là hôm nay là đưa chú rể về bên nhà gái này. Không, bác ở bên nhà gái. Bác ở bên bác ở bên nhà gái. Vâng. À. Ông ấy là bác bên nhà gái chứ không phải bên nhà trai ạ? Vâng, không phải. Vâng vâng. Ở à, đấy nhá các bạn nhá, người dân tộc Dao đỏ thì họ cũng có những cái trang phục rất là hay. Ví dụ như chú rể ở đây này, nhá các bạn xem này. Chú rể có trang phục phải đeo những cái kiểu như là vòng kiềng ấy. Đây gọi là, đây gọi loại nó là cái gì chú, những cái vòng này. Vòng cổ ấy. Vòng cổ như, theo... Vòng tay. Cái này là bằng bạc luôn à? Bằng bạc. Ồ, đây cái này lặng lắm nhở. Cho anh chờ cái nhá, chờ được không? Được ạ. Ủa ôi. Cái này phải hàng cân nhỉ, nặng lắm. Đấy là chú rể là cái ngày cưới là phải đeo cái này. Vâng. Thế còn đây những cái này thì nó là cái kiểu như là cái truyền thống rồi, với dân tộc Dao Tày các thứ nào họ cũng có. Nhưng mà bạc của họ bạc trắng. Nhưng đây là bạc này là bạc gì hả chú? Cháu thấy nó kiểu nó lại màu nó không được sáng lắm ấy. Thế chú rể chồng vẻ hơi ngây ngô một tí các bạn ạ. Thế là vợ em sinh năm bao nhiêu? 8. Vợ 98 à? À thế thì là vợ lại hơn 2 tuổi à? Ờ đấy á, chú rể 2k, vợ thì 98 các bạn ạ. Thế là cả hai vợ chồng là cùng người dân tộc Dao đỏ hết đúng không? Vâng. À thế ạ. Ok, cảm ơn em nhá. Chúc cho hai vợ chồng em là được trăm năm hạnh phúc nhá. Ok em. Đấy các bạn ạ, chú rể người dân tộc Dao đỏ và một cô dâu thì ngay từ lúc đầu ấy mình đã ghi lại rồi. Còn đây là bà này là bà nhỉ? Bác. À bà bác bên nhà gái. Của bên nhà gái. Vâng. Nghe bác. Đây, khu vực bên này thì là khu vực hội trường kiểu như là để bày cỗ, để sắp cỗ ấy các bạn. Trang bổ đôi ton. Đây thì các bác bên nhà bếp là cũng đang chuẩn bị những cái món ăn ra đây rồi. Chuẩn bị những món ăn ra đây rồi. Cũng gần chắc là chưa đủ hết các món. YouTube anh? YouTube. Đấy, có rồi. Em có trong này. Cái là gì anh? Sơn Lâm TV. Cái gì? Sơn Lâm TV. Đúng rồi. Sơn Lâm á? Ờ, Sơn Lâm TV. Sơn Lâm TV ạ? Ok, đây. Anh quay em. Các bạn ơi, đấy nhá, như các bạn nghe thấy đấy thì có một chị gái. Mình thì mình chưa nhìn rõ khuôn mặt của chị ấy đâu, bởi vì là chị ấy đang đeo khẩu trang. Mình chưa nhìn rõ khuôn mặt, nên là như mà theo như mình nhìn bên ngoài á thì cũng chắc là xinh đấy. Xinh luôn. Ôi 95 à? 95 thì ít tuổi hơn. Không phải chị gái đâu mà là bà cô. Cháu sinh năm bao nhiêu? Cháu hơn
bạn ấy mấy tuổi ạ? Ừ. Bạn ấy là sinh năm con heo nhỉ? Không, 94 đấy. À, 94 à? 94 đấy, đâu không phải 95. Ừ. Ở đây thì người ta sắp cỗ bày ra những cái bàn ghế này ấy, thì nó cũng thông thường như các nhà rạp người ta phục vụ rồi. Còn về cái không gian ở đây ấy, thì đây mình sẽ quay toàn bộ cái không gian để cho các bạn xem. Không gian nơi bày cỗ cũng như là nơi nấu nướng. Kia ở bên kia thì là người ta sẽ làm một cái khu bếp ở bên đấy, nấu nướng và ở bên đấy. Còn đây ở đây thì người dân tộc thì họ vẫn ở theo lối kiểu nhà gỗ thôi các bạn. Chỉ có một tí sân vườn bên này để bày tiệc ở bên này thôi. Bây giờ chắc là mình sẽ đi lại ra khu bếp kia nhá, xem các bác ấy đang nấu thêm những cái món gì nữa nhá. Chào mấy anh em nhá. Anh em đang nướng món đầu gà với cả cổ gà. Đây, cho các bạn xem luôn. Đây này. Quái khẩu. Thì tôi gà đây này anh ơi. Ồ, đây. Đấy đấy là cái gì đấy? Phao câu. À đít gà đây đúng không? Ồ. Còn gọi phao câu. Bạn ấy đang ăn một cái phao câu rất là ngon. Phao câu để ăn cho tóc nó mượt đấy các bạn ạ. Cái món này thì cái này, ngồi uống rượu rất là nhiều người sở thích. Đây là nồi, này là nồi canh hả chị? Vâng, nồi canh măng. Canh măng à? Vâng. Chị mở giúp em xem tí được không? Canh em ở đây em ơi. À nó kiểu như bên này chị. Măng này măng mình mua hay là măng lấy rừng luôn đây chị? Măng nứa mình. Măng nứa mình lấy luôn này ạ. Đấy, măng tự nhiên nhá. Đồng bào dân tộc họ đi lấy luôn ở trên rừng về sau chuẩn bị để cho những cái tiệc như cỗ công việc các thứ ấy mà. Và đây thêm một lồi nữa này, họ đang nấu bếp củi bếp than này.